An Giang là tỉnh có dân số đông thứ mấy đồng bằng sông Cửu Long? Cái gì cái gì cái gì? Đông nhất thắng rồi. Thắng nhất rồi anh. Hay quá. Chơi em, mình đâu có thắng không? Ủa gì vậy? Bỏ ra. Ở đâu vậy? Đâu tiếp theo đi. Ở đâu vậy? Trả nè, trả lại. Câu tiếp theo đi. Rồi. Để riêng ra. Rồi, người Chăm ở An Giang chủ yếu theo đạo gì? Người Chăm ở An Giang theo đạo Hồi. Ngoài. Cái luật chơi của cái lượt này rất là đơn giản. Mỗi đội cử ra một thành viên. Cứ một thành viên của đội này ngồi ở dưới, một thành viên của đội còn lại ngồi ở trên. Cái vòng quay nó liên tục, nó quay. Hai người còn lại sẽ đứng ở vị trí này nè đó. Sau đó em đọc câu hỏi. Đội nào biết câu trả lời cứ trả lời liền. Đội nào trả lời trước thì người ở trên sẽ cầm trái thốt nốt ném xuống cho người ở dưới hứng. Hứng được một trái được 50.000. Hiểu rồi. Bây giờ sẽ cho mọi người mặc cái giáp bảo hộ để cho cái trò chơi của mình nó an toàn. Trời ơi, nói cái giáp là thấy bắt đầu thấy nó một cái giáp cứng cá bằng sắt đồ đúng không? Nó phải bảo vệ cái sức khỏe của mọi người, tại mọi người mặc giống như là anh Dũng đi chiến trường không? Ra trận quyết chiến liền. Rồi cho mời giáp cho chị hai cái giáp đi tìm. Trời ơi, đây. Gì kỳ vậy? Rồi, ủa đây, cái này là giáp chưa? Đây là giáp đây. What? Giáp đây, giáp chiến binh. Cái này giáp hay là yếm ăn? Không, đây là giáp. Hả? Không, mình đi học hả? Chứ sao trời. Cái giáp này mình mặc vậy nè. Kìa, anh mặc như cái yếm ăn kìa. Ủa, đây nè, rồi. Cái gì vậy? Để chừng, cái giáp. Dẫn đi chứ, cái giò này vô. Dẫn đi chứ, cái giò này vô. Cái giò này vô, rồi. Ở ngoài sau ai giật dây giùm đi. Trời ơi. Ở ngoài ta giật dây giật. Thú vị quá. Lập ơi, nhẹ lập. Nó ra ba đường nó lập ơi. Ủa hình như ngược đó. Rồi. Ủa ngược rồi. Ủa hình như ngược đó. Rồi. Ủa ngược rồi. Ngược rồi. Bây giờ. Ủa mặt sao. Ủa quá. Cái này đây ủa, nè. Ủa nó ngược ngạo vậy. À. Trời ơi là trời già. Nó che cái mề he. Rồi. Đó. Bên mặt rồi. Ai ở ngoài sau giật nè. Giật giùm em đi. Giật. Tét hắn. Giật vừa. Đó rồi. Đó mình bảo hộ như vậy nè. Trời ơi. Ghê. Tôi không thể nhìn lâu được. Ghê. Nghe lại. Rồi cài lại. Để bảo hộ đây là cái giáp mà. Ủa chứ ai làm gì được, chọi gì đó mà bảo vệ. Cái này á mình mang vô để mà khi mình lên đó ngồi đó, nó có cái đồ bảo hộ đó nó xích lại nó để mình không có bị lọt xuống. Đó là xích beo đúng không? Dạ đúng rồi. Xích beo. Ui da. Ui. Rồi cái này thay đi với nó bị dính không gì dính đó là. Không gì dính đó là. Em qua ngày rồi. Dính mùi của con su su rồi. Rồi. Không bây giờ. Em lên hả? Anh tiền đình hả? Em cũng tiền đình mà. Rồi. Bây giờ bên đây là ai chơi nè? Tôi. Cano. Vũ Hà. Bên đây. Vậy thôi cho em trẻ đi chứ. Ôi, ngoài lên sai nắm tiền đình. Phải bằng ký. Phải bằng ký thì cái đó nó mới cân bằng được. Nếu mà bằng ký là coi như là ngoại với em hùng lợi. Mới ra anh chị Cano. Giờ chị Cano bao nhiêu ký? 101. Heo hả? Heo. Có 82 hà. 82 rồi ngoại nhiêu ký? 252. Không, cho nó lại ngoại. 58. Lần cuối 60. Ừ đúng rồi, điều rồi. Trả giá dữ vậy. Điều rồi đó. Không có điều được trời, có cái gì 80 đi.
lấy thêm một cái túi đá nặng 20kg cho ngoại đeo vô là được rồi. Rồi ai cho bốn cục gạch ống cho ngoại ôm đi. Nào ngoại ơi, ngoại ôm chậu bông rồi đi. Đợi cho Hưng đi. Thôi tao với mày hả? Anh Hưng với lại ngoại là hợp lý luôn á. Thôi giờ mình đưa hai người cao tuổi lên trên đi. Đúng rồi ha, mình mấy người mà cao máu á. Đúng rồi. Áp rồi đó. Vô quay vài vòng cho máu nó ổn định lại. À, không thay đổi được đâu. Mặc đồ vô đi ngoài, mặc giáp vô đi ngoài. Vậy cho bây giờ trò chơi thử thách này xin được phép bắt đầu. Cái vòng quay sẽ quay lên, Su Su đọc câu hỏi. Đội nào trả lời được cứ la làng lên đáp án thôi. Okay. Ai nhanh thì được. Nói chung là mình chụp giật đó. Đó mua xài lửa xài thiệt là nhanh. Ừ, nha. Rồi. Và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. An Giang là tỉnh có dân số đông thứ mấy đồng bằng sông Cửu Long? Cái gì? Đông nhất thắng rồi. Thắng nhất rồi anh. Hay quá. Chơi. Mình đâu có thắng đâu. Chơi. Ủa vậy? Bỏ ra. Ở đâu vậy? Câu tiếp theo đi. Ở đâu vậy? Trả lại. Câu tiếp theo đi. Rồi. Để riêng ra. Rồi. Người cha ở An Giang chủ yếu theo đạo gì? Người cha ở An Giang theo đạo Hồi. Ngoài. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Vì lý do là ngoại tuổi già sức yếu, cho nên là không yếu cái gì? Do là còn quá trẻ cho nên không đủ áp lực phải ngồi trên. Do cái máy này xém ép ngoại như khúc bút mía. Nói chung là mà ngoại bị cuộn là giống như chả giò. Cho nên ngoại không ngồi ở trên đó nữa. Cho nên ngoại đã xuống đây và đổi thành viên của đội mình là Quỳnh Lập lên trên. Thì chúc anh Quỳnh Lập và anh Hưng sẽ thi thật là tốt vòng thi này, cổ vũ tinh thần đồng đội đi. Cố lên. Cái màu môi bắt đầu tái dần rồi nè. Rồi, và bây giờ thử thách xin được phép tiếp tục. Đọc đi. Kể tên một đỉnh núi trong bảy núi ở An Giang. Núi Sam. Núi Sam. Rồi, hãy đi. Cái gì vậy bà nội? Rồi, thải đi. Quậy, núi Sam quăng đi trời ơi. Tiếp tục. Rừng tràm trà sư ở tỉnh nào? An Giang. Rồi, tiếp tục. Cái gì nói đi. Rừng tràm trà sư ở thị trấn nào? Ủa sao con nó lắc dữ vậy? Trời ơi, thị trấn nào? Tỉnh Biên. Thị xã nào? Tỉnh Biên, đúng rồi. Trời ơi, đó, tỉnh Biên. Trời ơi. Ủa gì vậy? Tiếp tục. Thần chú để sử dụng túi thần kỳ là gì? Không có Vua Hà Khùng, Vua Hà Điên. Mời để Quăng. Thắng rồi. Rồi,
Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Ủa anh bốn trái xuống rồi. Hết rồi. Đậu lại. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đã hoàn thành thử thách tiếp theo. Thì bây giờ bên rổ của ngoại có 4 trái nè. Bên rổ của chị Cano và anh Hưng có 4 trái luôn nè. Thì bây giờ trước khi mà công bố đó, áp lực không anh? Thật ra thì cái chiều cao nó không làm mình đáng sợ. Mình sợ là mình sợ gì cái thử thô sơ của nó. Thí dụ mà mình chơi ở mấy cái chỗ mà Universal là Disney đồ đó thì những cái tàu lượn này nó rất là ghê, nó cao khoảng chừng mấy chục mét nhưng mà nó có máy móc. Còn này nó cao đây nó khoảng 5 mét chứ nhiêu, mà nó động cơ bằng cơm. tại vì chúng ta đang ở trong rừng tràm Trà Sư cho nên những cái trò chơi này nó cũng rất là dân dã thưa quý vị. Mà rồi em coi mấy cái xích đu ở ngoài, mấy cái xích đu mà đồ chơi nè, kia mà lắc lên mấy con búp bê hay nó cứ lắc gì nè là là con y chang vậy luôn, lắc gì nè. Rồi nãy có nghe được câu hỏi không? Có nghe đâu, còn nghe mình la không à? Đó gì lý do anh la, cho nên là bây giờ bốn điều đúng không? Nhưng kết quả mà ban tổ chức xem xét và suy duyệt lại đội của ngoài Vũ Hà chỉ được có 2 trái thôi. Cho nên xin phép được bỏ mặt trái ra. Hại này công tình con la quá trời. Bởi vì mình trả lời sao? Bên đây người ta trả lời rồi mình mới trả lời đó. Bây giờ kết quả rõ ràng. Hoài vậy trời. Kết quả rõ ràng rồi. Trời ơi. Cái trái này tuy nó là sao đó? Những cái trái này nè, lâu năm lắm mới có thể có được những trái này. Nên bây giờ mình có là mình phải biết giữ lại. Trời ơi. Đem về chặt, hai đi lấy nước cho con cháu uống, lấy cơm cho con cháu ăn. Giạt lấy cái vỏ mình chụm củi. Ừ, sao thấy già yếu ngang ngoại luôn vậy. Trời ơi. Rồi chúng ta đã có kết quả và đội chiến thắng của dòng này đó chính là đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Cano. Và chúng ta sẽ được 200.000. Rồi đội của anh Quỳnh Lập và ngoại Vũ Hà, chúng ta có 2 trái, chúng ta được 100.000. Có gì đâu vui. Mình thua mất mớ gì mình về. Đâu sao đâu, bây giờ mình có 150 mình vẫn đi chợ được mà ngoại. Ủa có gì đâu, có ai nói gì đâu, ta chỉ vỗ tay chúc mừng nhau thôi mà. Đâu có ai tự hào hả gì đâu. Đâu có ai mà ta đâu có vỗ tay. Có ích kỷ cái mặt thằng nó hiện lên trên mặt. Ai ơi, con chung nhóm với ngoại mà con không bên được luôn á. Đây là cái giá cái chuyện mà vô cái thôi, cái chơi 3-1 không? Ngoại lại làm vậy á. Chơi 3-1 không cưng? 3-1 không? Chơi ở đâu cũng vậy chưa em ơi. Nếu mà 3-1 rất là mất cân bằng. Xin phép được 4-1. Ngoại chơi một mình. Ngoại, bây giờ ngoại muốn chơi xích đu đó nữa không? Bây giờ sao? Muốn chơi xích đu nữa không? Không. Bây giờ muốn chơi không đâu ai chơi chung, cái đó phải hai người mới chơi được. Chơi gì chương trình đã ký vô cái tờ giấy là mình phải chơi tới cùng. Chơi tới cùng thì bây giờ xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Gì mà thử thách hoài vậy? Hoài hả? Còn dài lắm. Cái gì vậy? Bây giờ tới đây nè. Giờ Su Su đứng đó, mọi người cầm trái thuốc nốt, chọi thẳng cái đầu Su Su. Có chưa cho cấp cứu trước chưa? Rồi có rồi, ở đây bảo hiểm y tế nào đủ hết. Chơi vui vẻ cũng được. Em vui lần cuối cũng được. Rồi mình tới thử thách tiếp theo thôi mọi người ơi.